Bộ phim Người Một Nhà nói về chủ đề gia đình với hai diễn viên chính là Trí và Tuệ do Duy Hưng và Tuấn Tu đóng. Cả hai gặp nhiều biến cố từ lúc nhỏ cho đến khi trưởng thành. Hai anh em sinh đôi bị chia rẽ từ bé khi mẹ của hai anh em là bà Thư để Tuệ sống với bố, còn bà mang Trí theo cùng người đàn ông khác. Trí có vẻ ngoài cộc cằn, xù xì nhưng ẩn sâu là sự nghĩa khí, tình cảm. Trái ngược với Trí, Tuệ lại có vẻ ngoài đẹp trai nhưng tính cách yếu đuối. Tính cách của hai anh em Trí Tuệ phần nhiều do người mẹ vừa độc vừa dị tạo nên. Ngoài hai nam chính là Duy Hưng và Tuấn Tú thì dàn nam phụ trong phim cũng khiến khán giả cảm thấy thích thú khi luôn có những phần diễn hài hước, thú vị. Trên trang cá nhân, diễn viên Hà Việt Dũng, anh Tuấn cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc vui nhộn, hài hước trong quá trình tham gia phim. Người Một Nhà mang thông điệp ý nghĩa về tình yêu thương, tình cảm gia đình. Phim được phát sóng trên VTV3 vào tối thứ Năm và thứ Sáu hàng tuần. Mời quý vị chú ý theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.